Tôi trồng xoài hơn 10 năm nay, đó là cuộc sống của tôi. Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai trồng cũng cho năng suất và đạt chất lượng cao. Hồi trước chưa biết nhiều đến kỹ thuật trồng, nên thu hoạch đạt năng suất không cao. Hơn 10 năm trước, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm việc cho người khác nữa. Bỏ vốn trồng 1.000 cây xoài với diện tích khoảng 1 hecta, nhìn những cây xoài khắp đồi, làm tôi không khỏi nhớ lại cảm xúc lúc đó. Từ tìm tòi học hỏi đến thử nghiệm, làm quen với kỹ thuật trồng xoài mới. Từ việc tỉa cành, tạo tán, bao trái, cho đến khi quả chín và thu hoạch. Mọi quá trình từ khâu xử lý đất, bón phân, tưới nước đều phải xử lý một cách cẩn thận, cho cây ra hoa đúng lúc, đúng cách. Tuy nhiên, xoài là cây có nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, cần phòng chống và áp dụng biện pháp quản lý dịch hại nhiều lần trong năm, cần thuê nhiều nhân công để phun thuốc cho vườn cây. Việc phải nối dài vòi phun và sử dụng bình phun thủ công cho hiệu quả thấp. Người phun cũng dễ hít phải thuốc phát tán trong không khí. Cho đến năm 2019, trong một lần tình cờ, anh bắt gặp máy bay phun thuốc DJIT-16. Việc phun thuốc trên xoài trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 8 hecta có thể được phun trong 2 giờ, tiết kiệm nước đến 90%, giảm 30-50% lượng thuốc. Anh là người đầu tiên ứng dụng máy bay nông nghiệp để phun xoài tại địa phương. Phun thuốc cho xoài không còn phải vất vả như trước nữa. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu. 2 năm trở lại đây, vườn xoài của anh đã sử dụng máy bay để phun thuốc. Tới thời điểm này, nhiều nông dân khu vực xung quanh cũng lần lượt sử dụng máy bay để phun thuốc. Drone cho chúng ta thấy hy vọng của nền nông nghiệp trong tương lai. Giúp giải quyết bài toán thiếu nhân công nữa, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất giúp nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng nông sản. Cuộc sống của người trồng trái cây không còn là điều bí ẩn. Niềm tin của họ vào ngày mai, những nỗ lực và giọt mồ hôi, cuối cùng sẽ thu lại quả ngọt và một vụ mùa bội thu.